Như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu. Đội chủ nhà Thanh Hóa với trang phục màu vàng sẽ bảo vệ phía bên trái mà nhỏ quý vị và các bạn. Ngay những giây phút đầu tiên, các cầu thủ Thanh Hóa đã gây sức ép ngay bên phần sân của SHB Đà Nẵng. Điều đó cho thấy trong trận đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công muốn có giành trọn 3 điểm. Hy vọng sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Câu trả lời của SHB Đà Nẵng, người vừa có pha dứt điểm đó là Nguyễn Tài Lộc. Rất may cho đội chủ nhà là thủ môn Thanh Diệp đã chơi cảnh giác trong tình huống vừa rồi. Một pha lên bóng rất tốt. Chúng ta thấy hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của đội chủ nhà Thanh Hóa lùi quá sâu để cho khoảng trống Thành Lộc dứt điểm một cách dễ dàng. Nhưng rất may thủ môn Thanh Diệp đã cứu thua cho đội chủ nhà. Nhà họ sẽ gây sức ép với đối phương. Cơ hội dứt điểm và không vào. Thủ môn Tuấn Anh đã phản xạ tuyệt vời. Sau tình huống dứt điểm của Đinh Tùng, rất may cho đội khách SHB Đà Nẵng. Chúng ta thấy Tuấn Mạnh đã phản xạ nhanh như thế nào. Và trong tình huống vừa rồi thì hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng đã chơi mất tập trung và không có sự bọc lót cho nhau. Sau tình huống phán đoán không tốt của chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha đi bóng và dứt điểm rất tốt của Đinh Tùng. Thêm một lần nữa chúng ta thấy thủ môn Tuấn Mạnh lại cứu thua cho đội khách SHB Đà Nẵng. Và cũng là tình huống dứt điểm của Đinh Tùng, của Joseph Balik. Thêm một chuyền dài lên phía trên cho Hoàng Vũ Giáp Sơn. Dứt điểm không được. Pha dứt điểm nhẹ của Hoàng Vũ Giáp Sơn đi đúng vào vị trí của thủ môn Tuấn Mạnh. Có khoảng trống, ngay lập tức Hoàng Vũ Giáp Sơn chiếm lĩnh để nhận đường truyền từ đồng đội. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha di chuyển xuống rất tốt, nhưng tình huống dứt điểm của Hoàng Vũ Giáp Sơn đã không đánh bại được thủ môn Tuấn Mạnh bên phía đội khách SHB Đà Nẵng. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Tan đa. Phan Văn Long dứt điểm rất nguy hiểm. Một pha khống chế và dứt điểm rất nhanh của Phan Văn Long, nhưng bóng đi sát xa ngang. Hàng hậu vệ của câu lạc bộ Thanh Hóa trong tình huống vừa rồi đã không theo kèm đối với Phan Văn Long. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha khống chế rất tốt và dứt điểm ngay. Rất may là bóng đã không bay vào lưới. Nếu đây là một bàn thắng thì sẽ là bàn thắng rất đẹp của Phan Văn Long. Và chúng ta đã thấy khuôn mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là Thanh Hải. Rất hay. Đình Hoàng. Đánh đầu, không vào. Rất tiếc cho SHB Đà Nẵng. Một mình tan đà mà anh vẫn đánh đầu đi chạch cột dọc. Sự tiếc nuối của Tanda cũng như sự tiếc nuối của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Phải nói rằng pha tạt bóng rất chính xác của hậu vệ cánh phải Đinh Hoàng. Hai trung vệ của cầu thủ Thanh Hóa đã không theo sát đối với Tanda. Đó là Ewende Basi và Trịnh Văn Lợi. Rất may cho câu lạc bộ Thanh Hóa là bàn thắng đã không đến với SHB Đà Nẵng. Đường chuyền lên bên trên rất tốt, Tanda. Vẫn là Tanda. Cơ hội Thanh Hải. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm. Có lẽ bóng đã chạm tay vào một cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Và trọng tài Ngô Duy Lân đã không chần chừ, ông chỉ tay vào chấm 11m cho đội khách SHB Đà Nẵng được hưởng một quả đá phạt 11. Ở phút thứ 42 của hiệp 1, đội khách SHB Đà Nẵng được hưởng một quả đá phạt 11m. Và chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm này. Rõ ràng là bóng đã chạm tay Lê Phạm Thành Long.
Không hiểu sao Lê Phạm Thành Long trong tình huống rồi anh đã chơi bóng bằng tay. Một quả phạt 11m là chính xác. Đứng trước bóng là Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh và Thanh Diệp. Rất hồi hộp, Hà Đức Chinh vào. Tỷ số được mở cho đội khách SHB Đà Nẵng. Người ghi bàn đó là Hà Đức Chinh. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Hà Đức Chinh ở mùa giải này. Anh ghi được cho SHB Đà Nẵng. Mặc dù đã phán đoán được hướng bóng nhưng thủ môn Thanh Diệp đã không thể cản phá. 1-0. Ở những phút cuối hiệp 1 thì SHB Đà Nẵng đang có một thế trận khi mà tốt hơn đội chủ nhà. Họ đã ghi được bàn thắng thì tâm lý của đội khách sẽ tốt hơn. Và đá phạt rất khó của Hà Đức Chinh. Không thể cản phá, không có một cơ hội nào cho thủ môn Thanh Diệp, mặc dù đã đoán được đúng hướng bóng. Anh Tuấn. Đường chuyền chính xác, tan đa, cơ hội, dứt điểm 2-0 dành cho SHB Đà Nẵng. Người ghi bàn đó là Tanda. Và đây cũng là bàn thắng thứ tư của Tanda ghi được ở mùa giải này. Chúng ta thấy những pha phản công tuyệt vời của SHB Đà Nẵng khi mà đội hình của câu lạc bộ Thanh Hóa đã dâng cao. Khoảng trống phía sau lưng của hàng phòng thủ SHB Đà Nẵng, hàng phòng thủ của đội chủ nhà là rất lớn. Một đường chuyền chính xác của đội trưởng Đặng Anh Tuấn cho Tanda. 2-0. Bàn thắng của Tanda được ghi ở phút thứ 49 của trận đấu. Rất nhanh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đã có lỗi phòng ngự giữa Trịnh Văn Lợi và Ewede Embassy. Trong tình huống rồi, thủ môn Thanh Diệp đã ra vào không hợp lý để cho Tanda tung bóng qua đầu và ghi bàn thắng. Khuôn mặt thẫn thờ của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khi mà đội của ông đang bị dẫn trước 2-0. Josip Balik. Văn Hội. Dứt điểm rất nguy hiểm, bóng đập đúng cột dọc. Tình huống dứt điểm của Josip Balik, cơ hội không vào. Thêm một tình huống truyền vào của Lê Văn Thắng cho Hoàng Vũ Giáp Sơn, nhưng hậu vệ của SHB Đà Nẵng đã cản phá kịp thời. Pha sút xa rất đẹp của Josip Balik nhưng đã không chiến thắng được cột dọc. Ta cùng xem lại tình huống này. Bóng đi căng. Đi thủ môn Tuấn Mạnh đã đứng nhìn. Và Hoàng Vũ Giang Sơn là người dứt điểm cuối cùng nhưng cũng không thành công. Nếu đây là bàn thắng sẽ là bàn thắng đẹp của vòng đấu thứ 8. Nhưng rất tiếc cho đội chủ nhà là bàn thắng. Hoàng Vũ Giang Sơn. Dứt điểm. Không được. Pha dứt điểm của Hoàng Dương. Nhưng thủ môn Tuấn Mạnh đã cho thấy sự chắc chắn của mình. Ở trong hiệp 1, thủ môn Tuấn Mạnh đã có 2 pha phản xạ cứu thua cho SHB Đà Nẵng sau tình huống dứt điểm của Hoàng Đình Tùng. Và bây giờ là đến pha dứt điểm của Hoàng Dương. Bây giờ là phản công, Phạm Văn Long. Bên cánh trái là Tanda. Rất thoáng. Lại một pha vào, ra vào không tốt của thủ môn Xuân Hoàng, cơ hội vào. Đó là Hà Đức Chinh, một cú đúp của tiền đạo số 9. 3-0. Phút thứ 64 của trận đấu, SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng thứ 3. Một cú đúp của Hà Đức Chinh ở trong trận đấu này. Và đây cũng là bàn thắng thứ 3 của Hà Đức Chinh ghi được ở mùa giải này. Ông Kính lại quay đến vị trí của huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà Hà Đức Chinh đã ghi bàn thắng thứ 3 cho SHB Đà Nẵng và ghi một cú đúp cho mình. Khuôn mặt thẫn thờ của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Phút thứ 65 của trận đấu,
Tỷ số đang là 3-0 nghiêng về đội khách RB Đà Nẵng. Những tình huống phản công hiệu quả của RB Đà Nẵng trước đội chủ nhà Thanh Hóa. Và bây giờ càng thêm khó khăn cho đội chủ nhà khi cách biệt bây giờ là 3 bàn. Với việc dâng cao đội hình thì chúng ta thấy khoảng trống phía sau lưng của hàng thủ Thanh Hóa mênh mông như thế nào. Tiền và để lên ơi, sát lên, đẩy sát lên. Anh Tuấn, Phạm Văn Long, đây là Amit. Cơ hội của Amit, dứt điểm không được. Trong tình huống vừa rồi Amit dứt điểm quá nhẹ. Ở góc rất hẹp như vậy, Amit có đường truyền ra cho đồng đội sẽ tốt hơn. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thanh Hóa đang chơi rất lỏng lẻo, không có sự bọc lót cho nhau. Vị trí khép góc rất tốt của thủ môn Xuân Hoàng. Ewunde Basi đã cặp trung vệ với Minh Tùng. Balik, Hoàng Vũ Giáp Sơn, Lê Văn Thắng dứt điểm không vào, bóng đập đúng cột dọc. Một ngày may không may mắn của đội chủ nhà. Rất tiếc cho đội chủ nhà. Và dứt điểm từ xa của Lê Văn Thắng đã không chiến thắng được cột dọc. Cũng giống như tình huống dứt điểm của Balik, bóng cũng đập đúng cột dọc và bây giờ là thêm một pha dứt điểm nữa. Một ngày không may mắn của các cầu thủ Thanh Hóa. Balik, Lê Văn Thắng đã có những pha dứt điểm từ xa rất tốt, nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng. Và chúng ta cùng xem lại pha vuốt bóng rất nguy hiểm của Lê Văn Thắng. Thủ môn Tuấn Mạnh đã bó tay trong tình huống này, nhưng vận may đã đến với RB Đà Nẵng. Xuân Cường, Hoàng Vũ Giang Sơn, đường truyền Balik, dứt điểm không vào. Rất tiếc. Thêm một lần nữa thì chúng ta thấy vận may vẫn nghiêng về đội khách RB Đà Nẵng, và bàn thắng thì vẫn chưa đến với đội chủ nhà. Pha chạm bóng của Hoàng Vũ Giáp Sơn, nhưng thủ môn Tuấn Mạnh vẫn xuất sắc chạm tay vào bóng để cứu thua cho đội khách RB Đà Nẵng. Và người phá bóng cuối cùng là Đình Hoàng. Không may mắn cho đội chủ nhà ở trong trận đấu này. Toàn bộ đội hình của RB Đà Nẵng đang lùi rất sâu vào khu vực 16m50. Rất không vào, dứt điểm, bóng luẩn quẩn. Pha đánh đầu của Hoàng Vũ Giang Sơn, bóng lại đập đúng vào xà ngang. Một ngày không may mắn. Như vậy là trọng tài Ngô Duy Lân đã thổi còi kết thúc trận đấu. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.